Quách Lâm Kiều Gia Tác giả Công Phu Bao Tử Chương 80 Quách Lâm thật sự không ngờ lại có người dám đổ súng, thấy cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, anh cố tìm ra kẻ đã khơi màu. Không khó để tìm ra trong đám đông đang chạy tìm chỗ ẩn nấp, chỉ có hai người đang đứng, một cậu thanh niên nhìn khá trẻ với mái tóc đỏ, đang cầm súng đuổi theo lôi khả nhân, hiển nhiên phát súng vừa rồi là do thằng nhóc này bắn còn kẻ kia chính là một người quen cũ đó là kẻ mà cả cảnh sát và bào phong đều đang sát sao tìm kiếm lý gù mọi chuyện thay đổi ngoài dự đoán của mọi người cảnh vĩ và lưu vũ không kịp phản ứng may mắn thay lúc nãy cảnh vĩ đã rút súng ra rồi lúc này thằng nhóc tóc đỏ đuổi theo lôi khả nhân còn cảnh vĩ đuổi theo cậu ta Lý Nghiêm vẫn luôn theo sát Lôi Khả Nhân, trong phòng toàn là cảnh sát, giờ anh nổ súng là chết đấy. Bọn Quách Lâm khi không đến đây tìm rắc rối, giờ quả thật đã xảy ra rắc rối, cho dù Lôi Khả Nhân có tài giỏi cỡ nào cũng khó mà giải quyết êm đẹp được. Thế mẹ kiếp giờ phải làm thế nào? Rõ ràng tài thiện xạ của thằng nhóc tóc đỏ quá kém, bắn mấy phát liền vậy mà vẫn không trúng nổi nhưng chỉ cần nghe tiếng súng đổ bên tại thôi cũng đủ khiến tất cả sởn da gà là nhân vật có máu mặt trên giang hồ hôm nay lôi khả nhân vẫn phải toát mồ hôi lạnh với thằng nhóc không hiểu mọc ra từ đâu này cảnh vĩ và lưu vũ đi bắt thằng nhóc tóc đỏ đương nhiên mục tiêu của quách lâm là lý gù căn phòng vốn không lớn giờ mọi người đều chạy loạn ra phía cửa anh nhìn một lượt thì phát hiện bào phong đã biến mất, chỉ thấy cửa phía tây trống không, Lý Cù cũng lao ra đó, anh lập tức đuổi theo, Lý Tề, tôi là cảnh sát, bỏ vũ khi xuống. Quách Lâm gọi thẳng tên thật của Lý Cù, đuổi theo xuống tận cầu thang, không gian vang vọng tiếng bước chân hỗn loạn, có ít nhất ba bốn tên bảo vệ bào phong, anh có thể nhìn thấy vị trí nhưng không thể ngắm chuẩn được vì lý cù đi dán sát vào tường che khuất tầm nhìn của anh. Quách lâm vừa tăng tốc vừa hét lớn, chi viện phía sau không theo kịp, sau khi liếc thấy bọn bào phong xuống đến tầng 2, anh đột nhiên cảm thấy hành lang yên tĩnh lạ thường, tiếp theo là tiếng đóng cửa rất lớn, anh giật mình, thay đổi chiến thuật nhảy qua lan can. Bào phong chạy ra từ cầu thang tầng 2, có lẽ muốn đi qua cửa sau hắn ta thông thuộc đường đi nước bước nơi này khi lý cù và quách lâm đuổi đến nơi thì đã không còn thấy bóng dáng hắn ta đâu nữa quách lâm thận trọng cầm súng tìm người ở từng phòng bên tay phải khi đến phòng cuối cùng vừa đẩy cửa anh đã thấy lý cù đang khống chế bào phong ở cạnh cửa sổ chỉ cần mày tiến thêm một bước là tao nổ súng sắc mặt lý cù đầy thù địch còn khuôn mặt bào phong lại bình tĩnh như thể mình chỉ là con tin bị bắt giữ quách lâm đứng đối mặt với lý cù im lặng chờ thời cơ mấy tên vừa rồi bảo vệ bào phong giờ không còn ai cả phía cảnh sát vốn nên vui mừng trước cảnh tượng huynh đệ tương tàn của bào phong và lý cù nhưng trong trường hợp này quách lâm không thể đứng im bỏ súng xuống Hôm nay không ai chạy thoát được đâu." Bào Phong bỗng lên tiếng, "Cảnh sát Quách, cậu phải đảm bảo an toàn cho tôi." Khóe miệng Quách Lâm từ từ nhếch lên, "Có ăn bữa cơm thôi mà cũng có người truy sát, anh Bào nên tự kiểm điểm lại mình đi." "Cảnh sát lại để cho tội phạm gí súng vào đầu người dân thế này, nếu điều tra ra chắc các cậu cũng ăn không ngon đâu nhỉ." "Ngày nay quần chúng nhân dân không giống ngày xưa rồi. Bào Phong vừa đôi co với Quách Lâm vừa không quên cầm họng súng của Lý Cù đang chỉa vào Thái Dương mình. Chỉ cần tôi còn ở trong tay cậu, tên cảnh sát này sẽ không dám làm gì. Lý Cù cười khẩy một tiếng, ánh mắt đầy nham hiểm, nhìn chầm chầm Quách Lâm, lui ra. Người đứng trắng ở cửa đương nhiên không nhúc nhích, nếu anh nổ súng phía tôi chẳng có tổn thất gì. Việc Bào Phong bị bắn chết hay bị bắt không quan trọng, thái độ của Quách Lâm rất rõ ràng, anh bỏ súng xuống là tự thú, còn nhúc nhích tôi sẽ bắn. Bào Phong không ngờ Quách Lâm lại thẳng thắn như vậy, hắn ta cau mày, hóa ra bây giờ cảnh sát đều xử lý vụ án theo cách này. Quách Lâm tiến thêm một bước, tôi nói lại một lần nữa, bỏ súng xuống. Mày còn tiến thêm nửa bước, tao bắn. Hai bên tiếp tục giằng co, không ai chịu nhượng bộ. Quách Lâm vừa đợi chi viện vừa nghĩ cách làm thế nào để tóm cả hai tên. Lý Cù chỉ là nhân vật nhỏ, Bào Phong mới là con cá lớn. Chuyện xảy ra hôm nay quá đột ngột, anh không ngờ Lý Cù lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Còn cả thằng nhóc tóc đỏ kia nữa. Trong đầu còn đang suy đoán một loạt vấn đề. Quách Lâm định lên tiếng thì Bào Phong đã cướp lời, không ngờ cậu sống cách biệt với thế giới vậy mà tin tức vẫn nhanh nhạy thật, thế này cần phải chạy ra ngoài làm gì nữa. Quách Lâm biết chuyện hắn ta mở tiệc rượu mời lôi khả nhân và báo đen không có gì lạ, nhưng lý Cù biết chuyện còn chạy đến tận nơi thì quả là bất ngờ, chưa kể đến việc thằng nhóc tóc đỏ lông chưa mọc hết kia còn dám nổ súng. Câu bào phong muốn hỏi gần giống với Quách Lâm, anh không lên tiếng, vì trong lòng đang có dự cảm không tốt về chuyện này. Lý Cù không trực tiếp trả lời, chỉ liếc nhìn Quách Lâm, tôi có thể tìm đến đây, đương nhiên là nhờ có người giúp, người đó. Cảnh sát Quách rất quen đấy. Gã ta nói mập mờ khiến Quách Lâm đột nhiên hiểu ra. Chính trong giây phút này, gã nở nụ cười âm hiểm. Vẻ mặt đầy đắc ý, bây giờ. Cảnh sát có thể nhường đường cho tôi đi được chưa? Bào Phong cảm thấy câu đố của Lý Cù vô cùng hiệu quả, Quách Lâm rất hiếm khi thể hiện sự dao động trên khuôn mặt thế này. Bầu không khí vốn đang rất căng thẳng giờ thêm mấy phần phức tạp, Quách Lâm không cử động cũng không lên tiếng. Bào Phong bị Lý Cù kẹp chặt cổ, liền nghiến răng thúc mạnh cùi chỏ về phía sau ngoài hành lang đột ngột vang lên một tràng tiếng súng. Khi tất cả lắng xuống, Lý Cù dựa lưng vào bức tường phía sau, vai trái ướt đẫm máu, sắc mặt tái nhợt, nhìn chầm chầm bào phong. Thực ra tầm mắt của gã đang ở giữa quách lâm và bào phong, gã không ngờ bào phong đột nhiên thoát ra, càng không ngờ quách lâm lại thật sự nổ súng, nhưng dây tiếp theo gã chợt hiểu ra điều gì đó, nghiến răng nghiến lợi rít lên, bào phong, những người xung quanh đều chỉ mong mày chết đi, sớm muộn mày sẽ có kết cục giống tao. Kiều Chữ Kiều còn chưa kịp nói ra thì quách âm đã bắn một phát súng vào bức tường phía sau đầu Lý Gù, bụi bắn tung tóe khắp mặt gã, ý đồ cảnh cáo rất rõ rệt. Anh muốn Lý Gù im miệng. Nếu gã nói ra tên Kiều Gia thì tất cả đều kết thúc. Lý Cù đã bị dồn đến đường cùng, tất cả mọi chuyện đều có chiều hướng xấu đi, hôm nay gã sẽ chết mà không nhắm mắt. Phát súng thứ hai của Quách Lâm đã hoàn toàn cắt đứt sợi dây thần kinh cuối cùng của gã, gã vô thức chỉ họng súng về phía anh, mẹ kiếp mày chết đi. Lại một tiếng súng vang lên. Vẫn là Quách Lâm. Lần này, anh không bắn sai trọng tâm mà nhắm trúng tim của Lý Cù gã thự lên một tiếng rồi ngã gục xuống mắt vẫn mở trừng trừng quách lâm bước lên phía trước thu súng của lý cù bào phong cũng đứng dậy tài thiện xạ của cảnh sát quách rất cừ khó có thể phân biệt câu nói này là khen ngợi hay châm biếm hiện giờ quách lâm không có tâm trạng để phân tích bọn cảnh vĩ đuổi kịp đến nơi nghe thấy tiếng súng đổ lập tức xông vào đến khi nhìn thấy Quách Lâm an toàn mới thở vào nhẹ nhõm. Mọi người chia nhau mỗi người một phận sự, người bảo vệ hiện trường, người gọi xe cứu thương, người báo cáo tình hình. Khi bị áp giải đi ngang qua Quách Lâm, Bào Phong đột nhiên nhìn anh cười, nụ cười khiến anh vô thức cau mày lại. Lưu Vũ liếc nhìn thi thể Lý Cù dưới đất, các cậu tốn bao nhiêu công sức để tìm gã, sao lại bắn chết luôn thế? Kẻ này còn sống sẽ có ít hơn là chết. Trước đây Quách Lâm và Cảnh Vĩ đều nghĩ nát óc để tìm điểm yếu của Bào Phong. Giờ đây ứng viên sáng giá nhất lại bị anh bắn chết. Không chỉ Lưu Vũ mà Cảnh Vĩ cũng cảm thấy kỳ lạ. Anh ta cho rằng Quách Lâm sẽ tìm mọi cách để giữ lại tính mạng Lý Cù. Nào ngờ kết cục lại thế này. Tuy vậy, bọn họ vẫn có chút thu hoạch chúng tôi đã bắt được thằng nhóc tóc đỏ kia rồi cậu ta thú nhận cái chết của phí lôi không liên quan đến kiều gia là do lôi khả nhân làm hiện giờ chúng tôi đã bắt giữ lôi khả nhân tất cả cùng về sở rồi điều tra tiếp quách lâm gật đầu dọc đường về chỉ im lặng trong bản khẩu cung thằng nhóc tóc đỏ khai rằng kiều gia chỉ giúp cậu ta đưa phí lôi đến bệnh viện hắn không hề nhúng tay vào chuyện này còn vì sao lại đi tìm lý gù cậu ta nói do mình nghe ngóng được khẩu cung này có người tin có người không tin lưu vũ tin cảnh vĩ và thẩm quân không tin so với bản khẩu cung kia thì báo cáo này của cậu có vẻ đặc sắc hơn thẩm quân đập mạnh bản cáo cáo vào người quách lâm cậu giải thích rõ cho tôi rốt cuộc lý cù chết thế nào? Gã bắt con tin, tôi bắn cảnh cáo nhưng không ăn thua nên đành phải bắn chết. Vớ vẩn. Lúc đó trong phòng có ba người, tình hình không hề phức tạp, tại sao cậu không kéo dài thời gian để chờ chi viện? Kiểm tra đường đạn phát hiện cậu bắn tất cả ba phát súng, vậy tức là, sau khi bắn cảnh cáo, cậu buộc phải bắn chết người hả? Trước đó, Bọn họ đã tốn rất nhiều công sức mới có thể giữ lý cù, lần này gã bất ngờ chạy đến chỗ Bào Phong, chỉ một phát súng, Quách Lâm đã hủy hoại tất cả công sức cùng tâm huyết suốt một năm trời của cảnh sát, nói kiểu gì cũng khó mà chấp nhận được. Thẩm Quân tức giận đến mức suýt nữa đã tự rút súng ra, "Quách Lâm, cậu là nhân viên do một tay tôi đào tạo, cậu tâm huyết thế nào với vụ án này? Tôi là người hiểu rõ hơn ai hết." Tôi không quan tâm trước đây cậu giấu giếm tôi những gì, nhưng hiện giờ, cậu phải thành thật nói tất cả với tôi. Vì chỉ cần nộp bản báo cáo này lên cấp trên thôi, chắc chắn sẽ có một đội điều tra được thành lập. Cậu mới phục chức được mấy ngày thôi đấy, cậu không còn muốn mặc bộ đồng phục này rồi đúng không? Trước đây, dù Quách Lâm có gây ra chuyện lớn thế nào, Thẩm Quân đều có thể chống đỡ cho anh nhưng chuyện anh em chó mực còn chưa hết nhiệt, giờ đây, Lý Cù lại chết trong tay anh. Sẽ chẳng ai tin Quách Lâm không có vấn đề. Rốt cuộc tại sao Lý Cù lại xuất hiện ở đó? Thẩm Quân đã cử Quách Lâm cho người theo dõi Lý Cù từ lâu, âm thầm kiểm soát một cách chặt chẽ hành động của gã, vậy mà gã vẫn chạy đến chỗ Bào Phong để gây chuyện được. Cảnh sát theo dõi báo cáo rằng Lý Cù nhảy cửa sổ thoát ra, trước đó không hề có gì bất thường cả, khi phát hiện gã mất tích bọn họ đã vội vàng thông báo, nhưng chúng tôi không kịp tiếp nhận thông tin. Thế còn thằng nhóc tóc đỏ thì sao? Thông qua một tờ giấy ghi chú. Sau khi thăm dò được vị trí của Lý Cù, thằng nhóc tóc đỏ đã dùng phương thức ném quả cầu giấy để liên lạc với gã, nghe nói Bào Phong sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu để dàn xếp chuyện của phí lôi và lôi khả nhân bèn tìm đến đó. Lời khai rất mơ hồ, nhưng khi được hỏi, thằng nhóc tóc đỏ lại một mực không chịu nói, giờ mới là lấy khẩu cung bước đầu, sau này cậu ta có nói không thì không biết. Thẩm quân nghiến răng ken két, bực bội vào đầu bức tai, thế còn lôi khả nhân. Gã ta cũng kiên quyết nói không biết gì cả, có người đến tự thú chuyện giết phí lôi muốn kết tội lôi khả nhân là chuyện rất khó. Sao lại khó kết tội lôi khả nhân? Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, đã bắt gã rồi thì không được phép thả. Lý Cù đã bị cậu bắn chết, cậu phải làm thế nào để tôi có thể giải thích với cấp trên? Thẩm vấn thằng nhóc tóc đỏ suốt đêm nay đi, tôi muốn nó biết bao nhiêu phải nôn ra bấy nhiêu. Thấy đội trưởng của mình quá tức giận, Quách Lâm đành đồng ý, có điều, anh chắc chắn sẽ không được can thiệp vào vụ án này nữa. Thẩm Quân nói không sai, cấp trên sẽ thành lập đội điều tra anh. Lần này có lẽ không dễ dàng vượt qua. Đối với Quách Lâm, chuyện này không phải điều quan trọng khiến anh phiền não. Lúc này, anh chỉ muốn nhanh chóng đến gặp Kiều gia, muốn hỏi cho rõ ràng những điều còn ứ đầy trong lòng ngực. Sợi dây liên lạc giữa Lý Cù và thằng nhóc tóc đỏ chắc chắn do Kiều Gia kết nối, cái chết của phí lôi không liên quan đến hắn, nhưng việc thằng nhóc tóc đỏ chạy đến báo thù thì chắc chắn có vai trò của Kiều Gia trong đó. Nếu hắn đã sớm biết tung tích của Lý Cù, vậy tại sao lại không nói cho anh biết? Rốt cuộc Kiều Gia còn giấu anh những gì? Hết chương tám mươi